tất cả nhà, chào mọi người đã đến với kênh YouTube của Hana US. Sau giờ làm việc, Hana dẫn mọi người đi ăn cánh gà Buffalo Wings. Ở Mỹ có một cái chuỗi nhà hàng là Buffalo Wild Wings. Chuỗi nhà hàng này rất là lớn nha mọi người nha. Và trong lúc mà chờ đợi gọi cánh gà thì bây giờ Hana chia sẻ với mọi người về một tí về văn hóa của người Mỹ và cái cách giải trí của văn hóa người Mỹ. Thì họ thích, người Mỹ họ thích là cuối tối hoặc là cuối tuần thì họ đi ăn cánh gà ở nhà hàng như thế này, và họ ngồi họ sports bar, là họ ngồi họ ngồi quầy bar, họ uống bia nè mọi người, rồi họ ăn cánh gà rồi họ xem football nha mọi người nha. Và Hana xin chia sẻ một tí xíu về vì sao mà có cái chuỗi cánh gà này ra đời. Thường đó thì người Mỹ mọi người họ ăn cái gì, cá là ăn với lê thôi, và họ ăn cái gì là không có thích, và ăn gà thì họ chỉ thích ăn cái thịt, cái nạc thôi mọi người, chứ cái ức hay là cái ức thôi. Còn sau này họ mới ăn cái đùi này nọ, rồi có cái cánh gà cạp cạp. Người Nam mình ăn thì có xương cạp cạp tí ngon đúng không, ngoại thịt không ngát. Nhưng mà người Mỹ thì theo nó thấy thì có thể họ sợ mất cổ. Thứ hai là cái răng á, người Mỹ ai họ cũng niềng hết trơn mọi người, họ niềng cho đều như mất răng vậy đó ha. Rồi chắc có thể như vậy, cái răng họ yếu nên họ không ăn xương. Nhưng mà không biết tại sao thì Hana có đọc ở trên báo thì có một cái vùng hồi xưa là cánh gà này xuất xứ từ một cái vùng Buffalo, thì cái vùng Buffalo ở New York á, họ cho ra đời gà chiên xong rồi họ pha với cái sốt, rồi họ có rất nhiều loại sốt cho mọi người. Cánh gà hồi nãy Hana quên xin cái bảng cái menu là họ order rồi, có tới 16 vị sốt, thì trong đó có nhiều loại sốt vùng Buffalo New York mà chờ chiên và họ pha cái sốt lên rồi họ bán ra, thì dần dần có rất nhiều người Mỹ họ đón nhận. Thì sau đó thì cái sau đó thì có hai người bạn họ đã từng đi ăn cái đó, mà họ ở cái vùng đó là xa ở New York lắm, thì họ lại đi kêu hai người hẹn gặp nhau hôm đó, nhưng mà ta cũng ngồi uống bia vậy đó. Mọi cái văn hóa người Mỹ là người thích ngồi uống bia rồi coi ăn cánh gà rồi xem football đó, họ rất là thích xem football nhiều nha. Và khi mà hôm đó hai người họ gặp lại nhau thì họ kêu cánh gà, họ thèm cánh gà đó, mà họ kêu thì không có họ có tiền, không có ở cái vùng đó đó, xa New York nó không có cái chỗ nào mà cánh gà có cái vị nó ngon như vậy. Và sau đó thì hai người này không phải là đầu bếp chuyên nghiệp và cũng không phải là làm về nhà hàng gì hết, nhưng mà họ thích cái món đó quá, rồi sau đó họ sẽ cho cái chuỗi nhà hàng ra đời là nhà hàng Buffalo Wild Wings, là được ra đời từ năm 1982 nha mọi người nha. Là sau đó là từ là người Mỹ rất là đón nhận và rất là thích luôn, đặc biệt là họ trong cái tiệm này họ bán tới khuya mọi người, và họ sẽ họ mở rất là nhiều channel để cho mọi người coi football nè, có cái gì hockey là cái gì đủ thứ hết trơn á. Nói chung mà về sport á mọi người, về thể thao á, nhưng mà ở Mỹ á, có cái mùa mà tới đến cái ngày cái mùa Super Bowl á, là football mọi người, Super Bowl là họ mọi người biết không, thường thì cái giờ mà bắt đầu á là từ lúc 6 giờ chiều mà cho tới kết thúc vào nửa đêm, là khoảng 11 giờ rưỡi vậy đó mọi người, hay là nhớ là họ thích ngồi coi rồi họ, mà cái trận đó rất là lớn luôn nha, Super Bowl mỗi năm nha. Thì cái giờ mà họ có ở half time á mọi người, là họ cho commercial á, họ làm họ dựng một cái sân khấu giữa cái chỗ người ta chơi football á mọi người nha. Và khi mà giữa cái giờ đó đó thì mọi người biết ha, là ca sĩ á, không biết tại sao mà họ dựng cái sân khấu trong vòng mấy phút thôi, là họ dựng cái sân khấu lên xong, và ca sĩ thì họ muốn ca sĩ như là Lady Gaga nè, ca sĩ rất là nổi tiếng lên trình diễn, giữa cái giờ đó quảng cáo là đắt tiền nha mọi người, nghe hàng triệu đô la chứ không phải ít đâu. Và cái giờ đó là sau khi họ hát xong thì họ sau khi hát xong thì họ dẹp cái sân khấu cũng có mấy phút thôi mọi người, rất là hay. Họ dựng cái sân khấu rất là hay, là cái đó nói về Super Bowl đó, văn hóa của người Mỹ nha mọi người nha. Giống Việt Nam mình là người ta nhiều người ghiền coi cái mùa đá banh nhiều, nhưng mà ở Mỹ người ta không thích soccer nhiều, người ta thích là Super Bowl đó, là người ta thích. Rồi còn cánh gà này ha, thì nó có một loại cánh gà cay, nhưng nghe tiếng nữa Hana sẽ ăn thử cho mọi người xem. Thì nó cay cấp độ á nha, cái cấp độ cay của nó là cay đến mức mà
hơn 10 ca Hàn Quốc đó. Cay lắm, nhưng mà cũng có nhiều khi người ta có nhiều vị lắm, nó có rất là nhiều vị để cho mình ăn, người để cho người Asian vô ăn á. Có vị của Asian là vị nó chua chua ngọt ngọt nè, mà Hana thích nhất là cái vị mà giấm với lại muối, với lại muối với lại tí xíu chanh, thì mình ăn nó không có ngán mà rất là ngon. Mà họ chiên làm sao á mà không có dầu, đặc biệt là họ chiên không có dầu mà nó rất là giòn nha mọi người nha. Nếu như mình ăn á thì mình thấy nó tốt sức khỏe là nó không có dầu mỡ nè, giòn rất là ngon luôn mọi người. Chấm với lại nước sốt ranch trong một quanh ngon lắm, tí nữa mọi người sẽ thấy thưởng thức món này ha. Nó là chén nước biển ngon lắm mọi người. Nhưng mà có một cái món cay là tên là mango đó, lần trước Hana có quay video cho mọi người xem là Hana thử 16 vị đó, 16 của cái vị sốt luôn. Nhưng mà thôi bây giờ mình Hana kêu có mấy vị thôi, có 3-4 vị, hãy Hana kêu 3 vị nhiều quá ăn hết mọi người. Cái vị cay thì Hana chỉ ăn cho mọi người biết thôi, chứ thật sự á Hana ăn cay rất là giỏi, nhưng mà Hana bị bệnh, Hana không được ăn cay nhiều. Đó là cái nền văn hóa của người Mỹ á mọi người nha. Bây giờ mình đợi trong thời gian mình đợi trứng gà, hay là tâm sự với mọi người đó, người Mỹ là thích ngồi ăn trứng gà, ta kêu đó mọi người thấy không, bên đó đó ta mở rất là nhiều cái mấy chục cái tivi luôn. Mà cái mùa Super Bowl nha mọi người nha, đông lắm. Và nói chung là ta trên đó người ta mở tới mấy chục cái tivi, mà ta mở cái channel nữa. Oh, thank you so much. Which one the mango? This mango. Yeah, okay. Asian. Asian. Thank you so much. Thank you. Chào mọi người. Yeah, thank you. You're welcome. Đã ra tới rồi nghe mọi người nha. Đây. Đây là cái món mà thôi gì để Hana quay xuống cho mọi người xem nè. Muối với lại vinegar, là giấm với lại muối mọi người. Còn cái này là cái món Asian, là có người châu Á mình ăn nó chua chua ngọt ngọt rất là ngon luôn. Và đây á là cay, cái này là mango là cay cấp độ cao. Và đây là phải tây, là cái món là kêu là cái gì vinegar and salt nè mọi người, là giấm với lại muối nha, rất là ngon. Còn đây là cái món này là Asian cái gì Asian zing, là cái vị của người châu Á mình ăn đó mọi người. Còn cái món này là cay cấp độ cực kỳ cay nha mọi người nha. Đó, cay mango. Còn đây là khoai tây. Rồi, Hana mời mọi người cùng ăn nha. Đến rồi, bây giờ mình qua ngang món này ngon nè mọi người. Cái này ngon nè. Mọi người thấy không? Mà nó rất là giòn luôn. Mà mọi người thấy nó không có dầu mỡ, không có dầu mỡ đâu nha mọi người nha. Rồi, Hana sẽ ăn thử cho mọi người xem nha. Món này là ăn ngon nhất. Mời mọi người cùng ăn với Hana nha. Cái này là Asian Zing, rất là ngon luôn mọi người. Nó chua chua ngọt ngọt, cái vị này rất là ngon nha. Họ chiên không có dầu, mà Mỹ họ chiên sao không có dầu mọi người. Chiên bơ hay gì không biết, nhưng mà không có dầu mà nó rất là giòn, rất là giòn luôn mọi người. Mà cái này nó có tẩm tí xíu đó. Asian là nó có tí xíu đường á. Rồi cay cay, cay cay, chua chua ngọt, mặn ngọt ngọt, ăn ngon lắm mọi người. Cái này để cho người châu Á mình á. À hết cái này, Hana sẽ ăn với cái vị mango cay cấp độ 160 độ cho mọi người xem. Cay hơn vị cay Hàn Quốc nữa, mà cái đó cái này cay ít vừa ăn mà. Rất ngon rồi. Có 16 vị luôn rồi, nhưng mà nói mày nói bằng đẹp cánh gà chia nước mắm nha mọi người nha. Người Mỹ không ăn nước mắm được. Không có xương cặp cạp thì cũng ngon lắm. Ăn nạc không ngon. Ở đây nó có cái nước ranch, mình chấm với cái này được. Rất là ngon nha. It's yummy. À, con ăn đi. Rất là ngon mọi người ha.
Ừ. Này là Asian dinh nha mọi người. Đúng rồi, quay thật xa thì thoải mái hơn. Nó có rất là nhiều vị, nhưng mà Hana thích nhất là cái vị dăm với lại vị này nè mọi người. Dăm với muối. Thứ hai nữa là cái vị Asian dinh nè. Thứ ba nữa là cái gì barbecue đó mọi người. Rất là ngon. Ăn mày phải chịu khó. Điếm tay. Sorry. Ăn mất đất. Đây. Cái này là cay cực đỉnh. Cực cay. Ăn thử một cánh thôi nghe. Chứ ăn nhiều là cay lắm. Thường á, Hana ăn á, Hana lấy giấy, Hana chặn bớt á. Sorry mọi người, tại vì nó cay dữ lắm mà hay là bị bệnh nên không có dám ăn cay nhiều. Cay. Okay. Nên hay là chùa bớt nha. Sorry. Đây. Hay là chậm bớt ở cay. Cay quá, trời nó ngủ.
Bye bye mọi người.